Ok, hello anh em. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục xa tiếp phát trôi ghi thôi. Lần trước thì tôi xây dở dang cái nhà máy uranium lên đây, nếu anh em còn nhớ. Thì tôi cũng đã quy hoạch này thêm chút xíu rồi, nhưng mà vấn đề là nó không có chạy được, nên tạm thời chúng ta bỏ qua cái vụ đó đi. Đây, xuống cho anh em coi cái bãi uranium tôi đang xử lý nè. Hiện tại thì chưa có chạy được đâu, tôi vừa chơi ngu 3-4 tiếng đồng hồ, nên cái video đó là tôi không có quay rồi luôn. Có quay rồi nhưng mà làm biếng đăng quá à. Tại vì nó vô nghĩa, nó gần như không tác dụng gì cả. Đây là cái khu mỏ uranium của chúng ta, nó nằm bên này đó. Anh em nhìn thấy cái nhà máy hộp nhãn chưa? Thì lúc trước là chúng ta đã sản xuất cái mà dạng như đóng gói cái uranium này rồi, nó thành cái cell rồi. Thì tôi làm thêm một cái tuyến đường xe lửa đó nè, tuyến đường này của tôi làm nè đó. Nó chạy về đây, nó xả vô cái chỗ này, nó xả cái thanh mà gót với uranium vô, để tôi bổ sung thêm đây cho dễ nhìn. Logistics này 2 mét. Cell của uranium đó, nó đã chở cái này bên cái kho lần trước chúng ta xây về đây, kết hợp với thanh sắt này. Cái thanh này thì tôi sản xuất ở nhà chính đó, nó đi theo cái tuyến xe lửa một vòng mình vuông này, nó đem về đây thôi. Thì có hai cái này nó để vô đây, nó đi xuống cái kho đường dưới này đó, nó đang chở rồi đó. Đây nè. Ủa, cái này là sinh phua mà không, sao nó không chở cái kia qua đây ta? Đây, nó sẽ chở cái uranium nó qua chỗ này, đưa vào cái máy này nè. Cái này là cái bộ chia đó. Thì cái chính giữa này nó là cái cell, cái bên phải nó là cái thanh. Hai cái này nó đi qua hai kho khác nhau. Thì từ hai cái kho này nó mới đi xuống cái dàn máy dưới này là để nó xử lý đó. Dàn máy này nó cần có pin nè, rồi mấy cái thanh này nè, mấy ống này nè đó, nó sẽ xử lý ra cái cục pin nén lại nó. Thì nó xài cái pin thô xi măng đóng gói với mà cái thanh điện đó, sản xuất ra cái ống này. Từ hết mấy cái ống này nó đi vào cái kho này, nó nằm ở đây. Từ cái kho này nó sẽ chạy đây nè, từ cái kho nè lại gần là bị ô nhiễm nha đó. Sản xuất mấy cục pin nó mới vô cái kho này, nó vô đây. Vô đây thì cái máy phát điện của chúng ta, một máy một á, nó phát tới 5.000 MW được nha. Tôi với thay công suất lên một máy 2.500, nên phui cái máy này 2 cục pin nữa là nó chạy 200% công suất, là 5.000 MW, là gần bằng cái hệ thống điện của mình luôn á. Hệ thống điện của mình nó chỉ có 15.000 thôi, nhưng mà ở đây là một máy 5.000. Hiện tại tôi đang dự định lắp là 6 máy đầy đủ nguyên liệu rồi, nhưng mà chưa sản xuất được đầu ra. Nó là cái này nè đó, nó là cái uranium đầu ra nè. Hiện tại thì chưa có sản xuất được, tại vì chưa có xử lý được cái đầu ra đó. Cái đầu ra nó không có đưa vô máy bán là được nha. Tôi đưa vô thử rồi nó không có bán được nè. Nó là cái thùng giống như vậy nè, lại gần thì nó bị ô nhiễm, không có bán được cũng không có vứt được luôn đó nè. Vứt không được nè, nó báo nè đó. Bây giờ chỉ có nước là tạm thời bỏ vô đây thôi, nhưng mà bỏ vô rồi tôi cũng không biết làm gì nữa, nên chưa có học được cái cách xử lý mấy cái chất thải, mà mấy cái chất thải hạt nhân này, nên cũng chưa có chạy cái máy này được. Chạy thì được rồi, chỉ cần cắm điện vô là chạy thôi, nối ống này là chạy nè. Nhưng mà chạy xong thì không có xử lý được cái chất thải đầu ra này, chúng ta chưa có gì để thải ra cả, nên không dám chạy. Là cái kho nè đó, mới bấm cái nó chạy ra 350 cục rồi. Rồi bây giờ đi kiểm lại cái uranium cái, tại sao mà nó không có chở pin về. Mục tiêu hôm nay á, đầu tiên là chúng ta sẽ giải quyết cái này, sản xuất lại cái dây điện tự động, cái automatic wiring á. Cái đó bây giờ sản xuất đang thiếu rồi, nó không cung cấp đủ cho cái nhà để xài, nên chúng ta cần phải cải thiện lại rất là nhiều. Đây nè, nó có sản xuất bên đây mà không nhiều. Nó là cái hệ thống dây điện tự động, nó là cái máy này đó. Đó, thì nó xài không đủ. SATO với cáp thì nó sản xuất 2.5 mà không đủ đâu. Tôi cũng dọn nguyên cái khu này tôi làm đây luôn, cho nó tối ưu lại từ đầu. Mình sẽ sử dụng cái sắt này với cái than này nó hợp lý hơn, không có mà đi loạn lạc như thế này, nó tùm lum lắm. Tôi sẽ dọn nguyên cái khu trên, nguyên cái khu dưới luôn, thậm chí cả cái máy này cũng dọn luôn đó. Rồi đó là mục tiêu của ngày hôm nay. Cái này bao nhiêu tầng vậy ta? Login của tôi vẽ thì nó thường là 3 đến 4 tầng thôi.
bốn cái lò nung đôi hả? Đây bốn cái lò nung, bốn cái phao đành này cao hơn này một tầng này, vậy dọn hết cái khung này, dọn luôn cái tầng dưới này, cắt luôn mấy cái nhánh trên này. Rồi tí nữa chúng ta qua làm, bây giờ đi kiểm tra lại hệ thống đã. Dây điện tự động này á sản xuất mới có 2.5 à. Nó không đủ, nó không đủ để mình chạy luôn, phải duy trì ít nhất là một cái máy nó hoạt động được đã. Pin thì đâu rồi ta, đây cất trăm cục vô đây. Pin bây giờ nhiều lắm, tôi mới chế ra một tấm pin luôn nè, đây 300 cục nữa nè. Thì một con ốc xanh bây giờ nó ra được 2 pin, một con ốc tím nó ra 10 pin, bỏ này này vô X2 lên là nó ra, lấy ra đi. Ủa đâu ở trên mà còn có 6 cục như nào, anh em nhìn cái hệ thống đường dây nè. Ôi giời ơi, cái kho nhìn ở trên thì đẹp đó, nhưng mà ở dưới nó như thế này này. Nè tôi đang X2 sản lượng của mấy cái máy này, tạm thời X2 đi, tại vì chưa có cái gì để làm mà. Còn mấy cái máy này thì tôi tạm ngưng thôi, nó đang thiếu cái adapter control unit nè. Cái adapter control unit đó thì nó đi từ cái máy này ra đó. Hiện tại cái máy này nó không đủ dây điện tự động nó chạy, nó cần ít nhất là 5 mỗi phút, mà tôi chỉ có một cái duy nhất sản xuất cái đó à, nó có 2.5 mà, nên bây giờ chúng ta qua đó cải thiện đó. Bây giờ đi kiểm tra lại cái chỗ mà pin Luganium sao nó không chạy nè, hoặc tại sao nó chạy mà nó không mang đồ về. Đây chỗ này toàn bộ đều đèn vàng là có vấn đề đó nha. Kìa lâu lâu nó mới xanh lên là sao ta, đi vô chỗ này nó ô nhiễm dữ trời lắm. Thì axit sulfuric đầu ra không được, xử lý không hết đầu ra phải không, nghẽn cái đầu vào đầu ra không hết, vậy là phải cân bằng lại. Ở đây chúng ta có 6 máy, nó ra 10, 6 máy là ra 60, nó đầu vào là 40, 40 với 6 máy là 240, 240 mà trừ ra cho là 60 là 180. Rồi cái này làm vừa đủ 180 thôi, cái này mấy máy nè, 4 máy, 108 chia 4, 45. Thêm một cái bình để chứa mà vùng tạm, gọi là cái vùng đệm á. Để nó đầy quá thì nó còn chảy vô đây được. Rồi bây giờ thì nó sản xuất bằng cái lượng tiêu thụ rồi, nên nó sẽ chạy ổn định hơn. Hồi nãy là do axit nó đầy quá, axit này nó đầy quá, nó chạy đầu ra không kịp. Thử xem bây giờ nó vẫn đầy đó. Hút vô trăm mấy luôn à. Đúng rồi, phải thêm cái van. Không không được, cái này bơm vô rồi cắt luôn cái ống này rồi. Ok, ba cái máy bơm này nó sẽ đẩy nước vô đây, từ cái nước này nó đi thẳng 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 lên cái máy này. Đúng. Nó xả vô đây nhiều vậy mà
Miếng này nó không hết nhãn hả ta? Từ từ, đầu vào với đầu ra này phải cân đối hợp lý lại mới được. Cái ống này nói trực tiếp vô đây luôn. Rồi, vậy là nó chạy ổn định rồi đó. Tại vì mình sản xuất ra đúng là 180 cho 4 máy 180. 240 trừ 60 là 180. Sản xuất cung vừa đủ cầu. Nên ngắt bỏ cái này cũng đi. Nó không có thừa để nó chạy vô đây đâu. Chừng nào có vấn đề thì tôi sẽ giải quyết hai này sau. Hiện tại là như vậy đó. Nè, nó chạy nãy giờ mà nó không ứ động lên miếng nào nè. Chứng tỏ là nó chạy ổn định rồi đó. Đó, ra nhiêu là nó tuần hoàn lại hết. Rồi. Cái này cung hơi vượt cầu một tí, đã giải quyết ổn thỏa. Bây giờ đi xuống kia giải quyết cái vấn đề nãy, sản xuất dây điện tự động. Cái dốc núi này nhìn đẹp quá ha. Trời ơi, hai pin nè. Để tôi bay bay qua bản, tôi xem bản đồ thêm tí nữa, ngắm cảnh tí thôi. Ốc vàng bên đó, ốc xanh ba con với vỏ sò, ốc tím luôn rồi, vỏ sò tím luôn rồi. Cảnh này cũng đẹp phết. Đây có cái gì nào, nhìn cái chỗ này là thấy có cái gì đó nghi ngờ rồi. Thử coi, ôi ơi, giấu đồ hả bạn? Bạn giấu đồ ảo vãi. Dưới này cảm giác như là có cái đường hầm mà tôi hết bơm rồi, chưa có chế bơm đó. Hết bơm rồi, chưa có chế bơm. Chỗ này chắc chắn là có cái đường gì đó.
Con lợn nó sống ở đây thì nó ăn cái gì ta? Hôm nay ăn gạo. Lợn là loài loài động vật ăn tạp nha, nó ăn đủ thứ cho nó. Ê. Mình đã tha nó rồi mà nó còn khổ báo cáo chồn nữa. Trên này có cái gì không mà nó làm dữ ta? Có mỗi cục đá đó thôi mà hình như tôi lấy rồi, bây giờ không nhớ nữa. Rồi chúng ta vừa dạo một vòng xung quanh rồi đó. Đi dưới đó có con ốc vàng đó phải không? À không, chỉ là cái hình nền thôi. Đây còn ba cái mỏ đồng nữa đó hả? Trời ơi, mỏ đồng phải đi liền với mỏ sắt thì nó mới ngon. Rồi về thôi, xuống kia làm lại cái bộ mà dây điện tự động. Trời, giờ còn di chuyển bằng này nữa. Vỏ sò. Rồi, thiếu cái gì thì xuống dưới đó tính. Quy hoạch lại toàn bộ cái khu này nè. Sản xuất cho nó hợp lý hơn. Nhưng mà cái này tôi thấy nó cũng khá là điều rồi. Nó vừa có ống mà vừa có miếng nữa. Nên có thì mình sẽ nâng cấp thêm cái quy trình cái máy này. Mình sẽ cải thiện thêm quy trình thôi, không cần phải đập hết toàn bộ làm lại đâu. Đây, thêm một máy sản xuất mà cái đó nữa là được thôi chứ gì. Cái kho này không có cần nữa. Để xéo này đi cho đẹp, để vuông ngoài nhìn nó kỳ. Vàng 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 cái máy làm cái này nó ra 5 cái mỗi phút. Cái này nó xài 10 mỗi phút, chỉ sao mà thừa đâu không có. Cái này nó xài cái máy này nó tiêu hao gấp đôi của cái này nè, vậy mà cái này nó lại phui kỳ vậy ta. Nè nó xài 2.5 mỗi phút. Con mắt tôi nó bị cái gì á? Ủa không không không, hai máy khác nhau tóc rồi. Rồi đó, vậy là một cái máy này ok, máy này nó chạy đủ công suất thì nó ra bên đây. Xe to rồi, lắp bộ dây điện vô. Để nó đi chậm rãi vậy thôi, nhìn cho nó đẹp à. Điện đâu hết rồi.
vui luôn. Trời ơi. Cái này à, nó đầy quá nó mới ngưng. Còn máy bên đây là sao? Cái này chắc cũng nhiều quá rồi. Chắc nhiều quá tôi mới ngưng á. Bây giờ mình xài là 100 cáp. Ok, mỏ đồng này vẫn còn năng suất rất là nhiều. Châm cáp thì dọn hết khu này đi. Làm lại cái khu này. Tôi dự định là kéo thêm sắt về đó. Ôi ôi. Rồi máy này bỏ luôn, bỏ luôn. Có 3 ô hả ta? 3 ô thì không đủ đâu, phải 5 ô. Sao nó cứ báo đỏ là sao vậy? Đồng này thì để từ từ, cái cuộn đồng này nó làm cái gì ta? Cuộn đồng này cho cái máy này. Máy này thì 5 là ổn rồi. Nên chắc nó không có thiếu đâu. Bây giờ nâng cái dây điện tự động lên, phải thêm một máy nữa. Rồi thêm hai máy nữa luôn. Dẹp nè, dẹp luôn nè. Rồi ok, đi dây điện cho nó.
thêm một máy này ở ngay đây nữa. Rồi chúng ta sẽ tăng gấp đôi cái sản lượng lên luôn á. Một thêm cái ống đồng nữa. Hai, rồi ok. Sao nó chạy chậm như vậy? À cái này nó chậm. Đó. Rồi bây giờ vấn đề router đã xong rồi nè. Vấn đề dây điện. Dây điện thì mình... Ủa dây điện là... À đúng rồi, của cái này. Chia 4 thôi. Ủa gì vậy? Hả? Trời ơi cái này nó bộ gọt. Rồi ok, xong cái phần chia dây điện. Miếu sẹo. Chỗ này đi lên nó cũng méo xẹo vậy. Không thể chấp nhận được. Ngay hàng thẳng lối đàng hoàng. Như ông cụ này đi xuyên lòng đất luôn nè. Rồi ok, cái bằng này dây điện thì sao ta? Dây điện nó cần 80 nha. 80 thì
cái này em ca mấy, em ca một thì không đủ đâu cưng. Chết rồi, nguyên khu này mất điện rồi. Sau hai cái xanh dương rồi cái xanh lá, xanh lam mười vàng gì nè. Hình như là do đổ bóng của cái cây. Này thì ốc bu vàng. Có điện chưa? Vẫn chưa có điện. Rồi ok có rồi đó. Hơi phức tạp tí, hồi đó đi dây điện ngầm có quản lý. Rồi bây giờ cuộn đồng hồi nãy là 80 phải không? 80 thì mình phải lên cho nó 90 thì nó mới sản xuất được thêm máy nữa. Rồi tạm thời tôi quy hoạch cái này nữa luôn. Rồi này đi dây điện vô cho nó. Bỏ mấy máy luôn đi. Rồi đầu tiên bỏ mấy cái điện ngầm này luôn, không cần thiết. Bây giờ là tôi sẽ cắt cái mỏ sắt này qua một phần, cắt một phần cái mỏ sắt này qua, tương tự như một phần của cái này cho nó lên luôn, có gì nó bổ sung tài nguyên thiếu hụt vô. Pin bây giờ thì mình nhiều lắm, không có ngại cái vấn đề đó nữa.
Một mỏ này chỉ có 300 thôi, 300 là quá bèo với mình rồi. Tức là hai cái này mình cho nó đi chung được. Rồi lắp bộ chia vô. Ủa? Nó sẽ đóng ngay ta. Rồi ok, lấy sắt ở đây, lấy đồng ở đây, chúng ta sẽ đưa nó đi vào cái lò nung. Ý dạ. Cây này nhìn ngưỡng mắt thiệt á, nhưng thôi kệ nó đi. Đây, bốn cái vào đành gai đây. Rồi ngay rồi. Quất. Bên này sẽ chuyền sắt đi vào. Ok, bên này thì chuyền đồng. Ủa, bạn có quặng đồng nữa đó. Hai trăm vào thì nó sản xuất được tới là 400 ra.
tí nữa nó đầy thì chờ nó đầy coi. Rồi ok, mình có 400 cái quặng đồng. Đây quặng đồng nó vui lên rồi. Nhưng mà chưa biết cho nó ra cái đồng nào. Nó bốn cái đầu ra lận. Ủa sao nó không lên đây? Từ nha, từ nha. Trời ơi, cái bộ này là cái bộ chia mới đúng. Chết rồi, lỗi rồi. Rồi đúng rồi đó. Plugin tôi thiết kế lỗi rồi anh em ơi, gì tí nữa về sửa lại mới được. Lỗi 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 lỗi. Rồi bây giờ chúng ta đã có 4 cái quặng, 400 cái quặng đồng, bây giờ phải đưa qua cái máy con trúc này. Ok ngay thì chắc đi là cái lỗ này luôn đi. Bên này thì mình phải chọn cái output đầu ra nha, muốn ra đầu nào mình chọn cái đầu đó thì lắp cái đầu này vô cái máy con chuột này. Tôi chưa có định hình được nó cho nó đi cái hướng nào. Bây giờ ở đây thì chắc sản xuất cộng đồng thôi. Tám máy làm cuộn đồng thì nó như này nó đẻ ra tới 400 nữa. Ok làm cuộn đồng. Cuộn đồng tôi nghĩ như thế này có vẻ hơi nhiều á. Bên kia nó cần có là 90 thôi. Xong ở phía trên này lại là một cái login nữa. Xong. Output thì tôi sẽ cho nó đi hai đầu, vừa đầu ra này vừa đầu ra kia luôn. Đây. Đây tôi đặt hai output. Một output bên đây với một output bên đây đi. Rồi hai đầu ra. Để cái đầu ra bên đây thì nó còn lên trên này nữa. Đến nó nhập vô này luôn. Cái đầu input nè, thằng này output ở dưới ra cuộn đồng bên này, thằng trên này sản xuất dây điện. Nhưng mà không có làm hết luôn nha. Thôi thằng này khoan 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 khoan. Tắt đi, tạm thời tắt này đi. Ba máy sản xuất dây điện thì nó cần 180 cuộn đồng. Dây điện là dây điện bao nhiêu máy mới đủ ta? Cái đường màu cam là cái gì? Ơ hết rồi nào. Chắc bị dính cái lỗi gì đó. Chắc lỗi thôi. Rồi kệ nó đi. Ủa quên. Dây điện này 200.
200 dây điện luôn nha. Hai trăm dây điện lượng thì phải đổi lại đó. Hai trăm dây điện là phải 8 máy này toàn bộ đều chạy dây điện hết. Không ổn, không ổn, không ổn. Ngưng 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 ngưng. Hai trăm dây điện thì sao nó vẫn bị vàng đó. Hai trăm dây điện thì toàn bộ phải làm cuộn đồng hết luôn. Rồi được rồi, được rồi. Tạm thời cho mấy thằng này nó sẽ gác vô cái đó. Rồi dây điện cuộn đồng gì ok hết nha. Bây giờ chúng ta cần là 200 điện, 200 dây điện. 200 dây điện thì 8 máy cuộn đồng này mới đủ. Cái này nó ra cái có 30 thôi, nên ít nhất là 7 máy. 7 máy cứ cho chạy đại 8 máy đi. Mà muốn 8 máy này hoạt động á sáu mươi, muốn 8 máy này hoạt động thì phải tới 16 máy sản xuất dây đồng lận, rồi tức là thêm một tầng nữa. Sao càng ngày nó càng cao vậy nè. Khoan, như vậy thì nó vẫn đâu có đủ đâu. Khó rồi nha. Kiểu này bắt đầu khó rồi đó. Not bad, not bad, not bad. Nâng thêm cái đống dây điện tự động này công nhận nó phiền.
80 đồng và 200 điện. Rồi. Trong khi đó cái cáp này thì hiệu suất nhân đôi coi như là 480 W. Sẽ ra được hàng này. Nhưng mà phải cân bằng đó nha, không cân bằng là nó không ra đâu. Plugin tôi nhớ có cái bảng là làm chuyên làm mấy cái dây đồng luôn đây nè. 480 vừa đủ luôn nè. Nên là mình nhảy qua cái plugin này đó. Khoan, không được. Ủa sao nó cứ chạy hoài được vậy? Làm gì có tài nguyên nào mà chạy hoài vậy? Đèn vàng hả? À máy này do ban đầu nó có. Ban đầu nó có tài nguyên. Nhưng mà 480 này tôi thấy vẫn không đủ đâu. Tại vì cái dây điện này muốn ra 80 á, gần như không có khả năng. Chỉ có là 90 thôi. Còn cái này 200 cũng không khả năng nữa, 210. 210 cáp. hai 510. Ít nhất phải 510 cái dây điện. 510 vậy. 510 vậy là 17 máy, 18 máy này. Rồi 18 máy này nó chỉ sản xuất dây điện thôi đó, dây đồng thôi đó. Sản xuất cái cuộn dây đồng. Rồi sau đó những cái cuộn dây đồng này, vậy là phải thêm một tầng nữa trời. Toàn bộ sẽ sản xuất dây đồng hết. Rồi ok luôn. Ủa 8 x 3 24 gì là 720 luôn hả? 720 quay ghe là hơi bị nhiều nha. Ủa nãy tính dữ lắm mà sao bây giờ nó lại ra dữ gì ta? Một máy 30, 24 máy 720 đúng rồi, mình cần khoảng 510 thôi. Năm trăm mười vậy mình tắt bớt một số máy đi, cái này trừ cái này ra 201, tắt bớt 7 máy, tắt bớt 6 máy được rồi, một máy tắt, hai máy tắt. Rồi ở đây có chúng ta có 18 máy, nó sẽ làm ra 540 dây đồng. Rồi bây giờ phân chia thành cái lượng cáp sao nữa nào. Trong đó nguyên một tầng này là nó sẽ dùng hết toàn bộ mấy cái cáp đó luôn. Đây thêm một tầng nữa.
Rồi, ok. Nguyên cái tầng này chỉ sản xuất dây điện thôi. Là 210 dây điện là vừa đủ. Ừ. Trăm tám chục. Chết rồi. Đủ cái quặng kia không ta? 15. 15 ra 30. 270 không đủ quặng rồi. Từ đã, vậy là cái mô hình này không đủ quặng để nó chạy rồi. Có cách nào cải thiện được không ta? Khó cải thiện lắm. Cần tối thiểu là 540 dây đồng à. Cái dây đồng thì nó gấp đôi cái lượng quặng, cái quặng mình à, quặng mình ra tới 400 lần cái gì mà đâu đâu coi lại coi. Ôi ơi, quặng 400 lần bao la luôn, không thiếu không thiếu. Rồi input đầu vào 1 2 3. Ủa, nhầm 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 lỗ nhầm lỗ. Một lỗ nè, hai lỗ nè, ba lỗ nè. Bốn lỗ nè. Nó chia không đều đâu, nhưng mà kệ nó thôi. Bây giờ toàn bộ quặng vô là tất cả các máy trong này nó sẽ sản xuất ra được là 540 dây điện. Trong đó chúng ta sẽ cắt phân nửa ở trên bên phải, ít nhất là một tầng luôn, ít nhất là một tầng. Ở đâu ba máy thôi, ít nhất là ba máy để cho nó đi thẳng cái dây. Đây, ba máy để lấy mà mấy cái dây điện. Rồi. Sửa cái mấu nối này lại là xong. Bữa xong muốn lấy bên đó nè, kệ bên đây thì cũng dễ nhìn. Nó là này, đây đây đây, nãy cái gì đi lỗ bên đây à?
giờ sao nói cái đầu này vô đầu này được. Nãy gì đi lỗ đây rồi. Rồi, cứ đi bình thường vậy thôi. Một. Rồi bây giờ nói cái đầu ga nào bây giờ. Còn lại tất cả là mấy cái đầu ga là phải gom hết toàn bộ vô ba cái lỗ nè. Gom hết toàn bộ vô để đưa vào đây đó. Rồi gom hết toàn bộ đưa vào. Cái này tầng dưới à? Ê, cái này dây điện. À đúng rồi, cái này dây đồng, nhầm 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 nhầm. Rồi cái này mới là dây điện nè. Rồi đúng rồi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 máy. Nó bị gì đó? Lộn lỗ rồi, rồi ơi. Nhầm lỗ, nhầm lỗ. Sao ghi anh em? Rồi toàn bộ dây điện thì cho nó ra góc bên trên bên phải này. Rồi đã đủ là 90 dây đồng và 200 dây điện rồi đó. Coi cái đầu này nè. Coi cái đầu này nè. Nếu như cái số này nó tăng nhiều hơn giảm là ok. Bữa sao giảm nhanh quá vậy? Ê, 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 ê. Toàn bộ đèn xanh mà nó giảm nhanh dữ vậy đó. Nó cấp vô 240 mà.
Thằng này phui là không có đi nè, rồi chỉ có thằng này đi thôi. 34 rồi nha, 42. Rồi xong nó sẽ tụt xuống một đoạn. Tụt chưa, tụt chưa? Đó, nó bắt đầu nó tụt rồi đó. Tôi lấy hết cái này đi, anh em nhớ là chừa một đó nha. Lấy hết luôn, chừa lại đúng cái thôi. Rồi một hồi mà nó mất cái này hoặc cái này nó tăng nó giảm là có vấn đề tương tự bên đây. Tương tự bên đây thiếu ba chấu, tí nữa có tăng có giảm nhiều quá thì lỗi. Rồi nó vẫn cao, ở mức cao, nó có tăng lên. Thì đương nhiên rồi, mình sản xuất là 240 mà nó xài có 200 mà. Thì phải dư được 40 một phút. Còn này sao lại tụt ta? Còn này tụt tức là nó không xài đủ, nó không cung đủ. Bốn mươi là 80. Thằng này là dễ tính nhất. Tám mươi là vì có khi là ba cái sắt này không vô kịp không? Không, sắt vẫn thừa. À quên, mấy cái máy này bị cho ngừng. Máy này nó không chạy thì có thể do lỗi kỹ thuật. Sao nó vẫn không chạy ta? Mèo quặn bị dính cái hàng chờ nè. Ủa sao vậy? Thằng này phui 100 rồi. Cái này là cái bộ chia đều đó nha, chứ không phải là chia từng tự đâu. Là do cái đầu chia này nó không có đều, nó sẽ đầy cái tầng dưới này trước. Mấy thằng tầng dưới là nó đầy hết 100 trong này á thì nó mới lên tới tầng trên. Rồi hiểu rồi, nói chung là vẫn ok, chỉ là chờ hơi lâu một tí. Do nó chạy là do cái bộ input này nè, chia không có đều, nó có 3 tầng à, nên cái tầng này đã đầy đầu tiên. Tại vì nó chia hai thì tầng này nó hưởng 50% này, còn lại hai tầng này nó hưởng 25% còn lại thôi, nên nó lên khá là chậm, nhưng mà tí nữa cũng đầy thôi, không lâu đâu. Rồi coi như chúng ta giải quyết được cái vấn đề. À, nó đầu nó phui cái này, mấy thằng này nó sẽ lên nhanh hơn.
Đó đèn xanh đó rồi đó. Còn mỗi lần cuối đó đèn vàng thôi. Do hang này tôi tắt máy hay gì đó. Cho nó chạy đi. Thừa quá thì hồi nó cũng ngừng. Không sợ. Không, vấn đề đâu phải thằng bên đó. Vấn đề là thằng này nó bị cái gì á. Nó bị kẹt cái miếng đồng. Vậy là mấy thằng này cũng bị luôn. Nè. Hồi nãy là tôi chỉnh lộn cái máy ở dưới một lần nên nó đầu nó ra cái này. Đó, nó sót cái cuộn đồng vô nè. Hôm này ok rồi. Thằng bên này lại nghẽn à. À, quẳng nó vô chậm chứ không phải là nghẽn. Cho mày bốn mấy cục nè. Thôi ok, giải quyết xong cái tình huống này đó. Chúng ta đã có cái sản lượng mà dây điện tự động nó tăng lên gấp 4 lần. Từ một máy nó đã ra 4 máy. Cái này thì không cần cải thiện đâu. Làm biến quá. Bây giờ vấn đề mới nào. Đi bổ sung thêm một tí tài nguyên xi măng với nhôm. Xi măng lấy dưới này. Nhìn này nó chạy chậm rãi hồi đầu game của chúng ta đến giờ. Nhìn đã không? Xi măng lấy hơi nhiều rồi nha. Cái này như hết rồi nè. À còn nhiều lắm. Ủa? À nhìn đến đâu là góc vít. Ống này còn có hai vậy. Đi lấy thêm một số cái ống với mà một số cái cụm đồng á. Motor này rẻ 8 cái bức đi. Nè dây điện tự động bắt đầu nó vô đây nè. Đợt kế nó về thì nó mới giới thừa ra. Bây giờ nó đang trong cái tình trạng rất là thiếu.
Rồi ok rồi, tài nguyên bây giờ tương đối đầy đủ, lấy thêm miếng với ống nữa. Rồi, đi qua đây chúng ta sẽ tăng cái sản lượng alumium lên để bắt đầu cái chế tạo pin. Chế tạo pin là cái này, nó nằm trong cái máy mà không, chế tạo cái bộ tản nhiệt trước, chế tạo pin sau. Bộ tản nhiệt là cái này, cái mà heat sink. Đây. Heat sink thì nó cần cái miếng miếng này với mà miếng đồng, cả hai cái này thì đều có ở nhà luôn. Nên tôi chưa biết sản xuất bao nhiêu cái heat sink là vừa. Heat sink thì để mình sử dụng cho cái bộ này nè, bộ làm lạnh nè, 12, vậy mình làm khoảng 2 miếng heat sink là được. Double là 12, double chắc không thiếu đâu. Rồi, làm hai cái máy sản xuất heat sink. Hai máy sản xuất heat sink chắc đặt ở đây luôn. Đây là bên này ta. Bộ tản nhiệt. Nhôm và miếng đồng. Miếng đồng thì bên đây, nhôm bên đây, hai cái chỗ xa nhất trên cái mà này luôn á. Này trước xây sao coi bên đây chứ, rồi một cái bộ chia chính giữa cho hai cái hai bên. Rồi hai cái trên gộp lại cho một bộ nữa. Heatsink thì sẽ đi chung với những cái máy này luôn, nó đi lên cái chỗ này lên trên nè. Tôi đục cái lỗ bay lên cho nó nhanh nè. Sẽ xây thêm một cái kho của Heatsink nữa. Làm cái chỗ thông xuống dưới đi cho nó dễ. Chắc là ở bên này chưa có cái gì cho nó ta. Thôi, ngay đây đi. Đối diện qua.
Rồi, cái này để Ani cũng được. Ủa mang này chưa có lọc thặng dư á ta. Chưa có bộ lọc thặng dư. Thặng dư là khi nó quá thừa thì nó sẽ đổ ra ngoài. Vừa lao cái bình. Ủa đâu? À đúng rồi, cái bên phải này. Rồi tản nhiệt. Rồi câu nó qua thôi. Rồi bây giờ những cái heat sink thì nó sẽ đi qua bộ lọc, nó chạy đến đây thì vô đúng cái bộ lọc nhận heat sink để đi vô máy này. Sao cái bông chữ nó nhìn nó kỳ kỳ ta? Phông chữ bữa nay tôi thấy lạ lạ nha. Bình thường phông chữ nó xấu lắm, không có được đẹp đẹp như thế này đâu. Với lại bây giờ nó canh giữa hay là phải canh giữa không ta? Không, do mấy thằng khác thì nó canh giữa, thằng này không canh. Lâu lâu nó làm thay đổi tí thôi, nên tôi thấy thường lạ. Rồi thằng heat sink này thì nó cần aluminum sheet. Aluminum thì tôi đi đường nào bây giờ? Hai cái tài nguyên đó hai đầu tổng kho. Ê, 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 ê. Cái này không có điện hả ta? Ủa sao này nó không có đi đâu vậy trời? Bên này không nào sẽ nhôm luôn à?
Rồi xong cái vấn đề nhôm aluminum, vấn đề tiếp theo là cuộn đồng. Cuộn đồng thì đi cũng hơi bị cực đó nha. Nghe đứt này luôn á. Đây cuộn đồng đây. Rồi tôi không nhớ mô hình bên kia nó làm sao nữa, để qua đây coi lại. Thì cái lỗ đầu tiên là đây này, nó sẽ tất cả đều đi qua trái hết. Nó sau này có thể đi qua phải thôi. À đúng rồi, tất cả đều thẳng một hàng nè, xong rồi đi qua trái một ô, qua trái hai ô. Rồi trời ơi, trực với mình lâu lâu nó lỗi asset, nhìn mấy ông đẹp ơi tìm vải rồi luôn đó.
Rồi bây giờ thì vận động đây. Nó sẽ không bị cắt bởi cái này, nó cứ đi thẳng như thế này thôi. Như cái này nhìn nó dài vậy thôi chứ thực ra là nó rất trật tự logic, nó không có cắt chồng chồng lên nhau quá nhiều. Rồi vấn đề cuối cùng là thêm điện, nó sẽ cần là 45 quặng đồng và 75 alumium. 45 miếng đồng này thì coi bộ không đủ đâu nha. 75 alumium thì tí nữa qua bên kia tôi coi lại cái quy trình nó bển. Trước mắt thì cứ cho nó chạy đi. Rồi cái lỗ đi chui lên đâu ta? Ở đây đây đây. Rồi đứng đây ơi, coi nó chạy ở cục hết sin là thành công. Còn nó chạy không ra thì tôi đành chịu. 45 miếng đồng, tí nữa xuống dưới thì tôi cải tạo cái kho sản xuất ở dưới lại. Cải tạo ngay chỗ này nè. Ngay đầu chỗ này nè. Đây 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 đây. Ồ đẹp quá ha, giống bộ tản nhiệt máy tính hết. Được, đẹp. Khi chít rồi ok, qua đây chúng ta tăng năng suất cho cái mỏ đồng lên, kiểm tra cái mỏ đồng sau đó. Đây là cái khu tài nguyên thô đi vào, thì đây tôi đang sản xuất nó từ những cái này nè. Tài nguyên thì tôi mới sản xuất một số thứ cơ bản là nó chưa có nhiều quá. Nó dính cái chân này nên nó không có nhập bộ chia được. Đáng lẽ phải output từ cái kho trên, nói chung phải kho dưới.
Ủa đâu? À đúng rồi, output từ kho dưới. Ủa gì sao nãy nó không chạy ta? Nè. Đi qua đây, qua đây, qua đây, lên đây. À cái chân này là để phòng backup thôi nên nó không chạy. Hiểu rồi. Rồi bây giờ tôi sẽ tăng cái sản lượng của cái mỏ đồng này lên mới được. Mình còn một mỏ sắt đen thừa. Mỏ đồng này thì em nổi đâu, bỏ đi. Đường này là cái đường gì đó cho nó chim cút luôn quá, chờ đâu có sải đường ở dưới này nữa. Hồi đó tôi định xây cái đường dây xe lửa này nè, nhưng mà nó thấp quá, nó cao nhưng mà chưa đủ cao. Rồi bây giờ mỏ đồng này trăm hai lên 300, 300 đi qua được 6 cái lò nung. Từ đã suy nghĩ kỹ kỹ cái đã. Tự nhiên lòi lên. Lòi đang nằm gì quên đi rồi. À đúng rồi, lòi nung. Để coi cái mỏ sắt. Tôi nhớ còn một mỏ sắt ở đâu đây nữa mà ta. Ở đây tới ba cái mỏ sắt lận nè. À đây 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 đây, mỏ này có làm cái gì không? Mình cần là khoảng 200 á, 30 60. Nó xài chỉ mới có 60 thôi. Còn lại tới 240 rồi, ok. Sẽ đưa sắt nó qua tới đây luôn.
Đó, sao không được? Con này đi ra, đi ra. Nó bất tử luôn kìa. Rồi liệm mày, liệm mày ác ác như cốc kìa, mày ác quá vậy. Quả báo hai trăm hả? 200 thì tôi nghĩ cũng hơi uổng. Như cái này, cái này nó tới 300 lận. Ba trăm thì có thể cắt được 300 luôn đó. Để tôi đi vào bản coi đây. Ba trăm mình gom cái máy bên đây qua luôn. Không, không cần gom, gom qua. Mình cắt luôn cái đường này là xong. Rồi ok, chúng ta đã có 300 sắt. Sắt, 300 đồng. Đi đợi dây điện luôn. Dây điện này vướng víu lắm.
Rồi không cần chia đều đâu, cứ chia như thế này đi. Vậy dính cộng dây điện đó. Ấy da.
cho hai cầu thang hai bên nó lệch nhau nè. Vẫn lệch. Ôi rồi. Hèn gì tôi xây cái cầu thang nó bị lọt lọt. Cách giải quyết đơn giản, chúng ta mới không cần cầu thang nữa. Nếu như không có cầu thang thì chúng ta sẽ không bị lọt. Thật là tuyệt vời. Bự như vậy không nào nhỏ hơn hả? Quá bự rồi. Ok chưa? Hả? À. Quên, sao ghi? Trời ơi. Thôi anh làm học báo mộng luôn em ơi, 4 giờ của anh là anh cắt đầu 3-4 ngày 30 phút mới ra được như đó đó. Ủa sao cảm giác bị nghẹn nghẽn lắm à? Do cái băng chuyền nó chạy không kịp tốc độ xử lý. Cái băng chuyền đây là chỉ có MK4 thôi, nhưng mà cái đầu này MK5 thì tí nữa là nó giãn à. Sao mà không giãn được ta? MK4 408. Cái này nó ra có 400 chứ nhiêu. À nó ra 600. Sao ghi. Nó có khoảng 1 pixel thôi. Chỗ này tôi sửa nào với ta, chỗ này nữa.
Thôi kệ đi. Tại chỉ có 40 thôi, mình cần khoảng 75. Tôi có cái công tắc điện ở đây nè, nên phải đi qua cái cổng này, từ đây phải đi qua đây. Để có gì tôi gạt cái cầu dao này xuống á, à, gạt cầu dao này xuống á, là toàn bộ nguyên cái hệ thống này nó ngừng hoạt động luôn, để có lúc mình cần á thì. Sao nó lại ngược ta? Để nào lúc mà không cần á thì mình có thể dễ dàng mình tắt nó. Sao kỳ ta, nó không có canh được nào. Rồi giờ mới canh được.
Cái số ít cũng đồng quá vậy ta. Máy vẫn chạy xuyên suốt mà. Thi thoảng mới gan cuộn, không biết tại sao nữa. Nó chỉ vẫn có là 80 rồi nha. Cái máy kia nó cần nhiêu ta? Ơi nó cần có 45 mà ổn cốc ơi. Rồi quan trọng là cái này 70 năm aluminium. Từ qua bản rồi kiểm tra cái đã. Cái cuộn sản xuất dây đồng dây điện của chúng ta rồi. Aluminium mì đi này 75 đúng không? Tôi không biết sản lượng nó bảnh là bao nhiêu. Không nhớ nữa. Cái gì lại đèn vàng là sao ta? Thi thoảng nó bị đèn vàng. Nè. Tại sao mày lại đèn vàng? Ủa này ba cái sáp nó ra nó xử lý không kịp á. Nó sản xuất nhanh quá, cái đầu này đi ra không kịp à. Hai nhà xử lý cùng lúc mà vẫn không kịp. Ủa nó vẫn điện vàng nào. 60 ra 30. Nó vàng là do nó vui quá vậy. Ai ơi. Cái này cái bản login lần trước của tôi nó làm lỗi. Tôi chưa có sửa lại. Quên. Lần trước thì để chỗ này MK1 à. Đó, giờ nó chạy như lửa điện như kìa. Quên quên lần trước là lỗi sơ sót, tự nhiên tôi để cái này nhầm qua MK1 chỗ này nè, nên nó bị thắt nghẽn cổ chai ở chỗ này. Ba mươi chỉ là bốn máy này 120, cái kia mình cái miếng nhôm này mình không có xài đâu hết trơn, nên ở nhà nó cần có 75 là dư rồi. Đây nó sản xuất lên tới 120 đó. Lên cái toa xe kiểm tra cái tiến độ này. Sao để pháo? Cái này 60. Chắc là nó nhiều quá, mấy máy này xài không hết.
cái này đầu vào nó là 60, nó ra 30. Ở đây có 4 máy, 8 máy là 480. 480 thì nó xài không kịp phải à. Hai cái này 720. 720 trừ 480 là 240. 240 thì tư này xài 306 phải rồi, phao hai máy vậy, phải phao thôi, buộc phải phao, không phao là nó dành hết tài nguyên, nó không cho mấy thằng ở dưới xài nữa là mệt. Để ra 30, ở đây nó xài là cũng có 4 máy thôi, mình có thể tăng lên được 6 máy luôn á. Ví dụ thằng này là 360 nè, thằng này thì 90, 9 x 4 cũng 360 luôn đó, là vừa đủ, nó không thừa không thiếu. Mình có thể nâng lên thằng này thêm 2 máy nữa, cái này đã đang chia đều nha, thì cũng thực tế không cần chia đều đâu. Điện đốm đâu vậy bạn? Trời ơi, phui mười mười luôn. Ở đây có ngay dây điện nữa nè. Rồi, dưới 306, trên 306, đơn giản và gọn nhẹ. Tỷ lệ á, thằng này thì nó làm nhiều hơn nha. Anh em nhìn để tỷ lệ thằng này là 90, nó ra 60. Nhưng mà nó phải cần CD card nó đệm vô, CD card nó đệm vô, tức là 90, tỷ lệ 1.5. 1.5 cái này, 3 cái này nó ra 2 cái này. Còn trên cái này á, tỷ lệ 32. Còn thằng trên này thì tỷ lệ 21. Nên nó không có hiệu quả bằng tỷ lệ 21. 2 cái này nó ra 1 cái này. Nó không hiệu quả bằng, nhưng mà nó lại không tốn cái CD card. CD card. Đó, không tốn cái đi CD card này. Thì tùy cái nhu cầu mình thôi. Nếu như anh em muốn tăng cái hiệu quả lên thì anh em chơi cái mô hình này. Đó, úp cái CD card nó vô, chơi cái mô hình này. Còn nếu như không á, lười á, thì chơi cái mô hình trên, nó bỏ qua cái bước CDK luôn. Nhưng mà mỏ CDK thì rất là nhiều nha, nên nơi khuyến khích là xây cái mô hình ở dưới. Nếu như anh em làm ở đây thì hồi trước tôi chưa có login làm đó, bây giờ có login 4 cái phao gành gai nè, thì làm cái một à.
Hồi đó thì chưa có login nên làm hơi mạnh tí, còn bây giờ có rồi thì quá là nhẹ luôn, quá là nhẹ nhàng. Đặt cái máy nó ra thì câu cái silica này, nhưng mà cái quặng nhôm này câu vô là xong. Rồi hiện tại thì bốn cái máy này nó ra là 240, 240, nhưng mà thằng này nó xài chỉ có là 120 thôi, còn lại lẻ 120, lẻ 120 thì nó đẩy qua này vừa đủ vô là 120, nó ra 80, 80 bên đây. Thằng này không cần phải ngập ngừng gì đâu, vui sốt luôn bạn ơi. Rồi ok, quy trình này coi như xong. 80 của thằng này tôi không biết ở nhà nó có xài cái gì không, nếu không có thì tôi sẽ làm luôn cái hệ thống sản xuất pin ở chỗ này, nó nằm trong cái máy này đây, hệ thống sản xuất pin. Đây pin, pin thì gần nó với quặng sunfua, quặng sunfua với quặng này và cái miếng này. Ngoài ra nó cần dung dịch aluminium, tức là tôi phải mở rộng cái chỗ này, mở rộng cái vàng này, mở rộng cái vàng này thì phải liên quan đến cái vàng máy bơm dưới này. Máy bơm thì hiện đang dư, cái này nó chỉ xài hai máy trong một máy thôi nha, 180 nước nè, hai máy này thì 360 nước. Nhưng mà lúc nó làm ra, lúc cái quặng này xử lý cái kia ra thì nó lại sản xuất ra 120 nước nữa, nên thực ra 360 này, hai máy này nó cần 360, nhưng thực ra nó chỉ cần có 240 thôi, 240 nên bốn máy này nó gần 408, 408 thì bốn cái máy bơm là vừa đủ đó. Thì trước sau gì chắc cũng không thể xài nữa, nên trăm hai mà bốn ống 408 thì cái ống nước chỉ có 600 thôi, không có chịu thêm được đâu. Cứ đặt sẵn đây đi, nào xài thì mình xài. Rồi, nào xài thì mình nâng thêm. Này sắp hết nữa nè. Nó đầy kho chỗ này, bắt đầu nó ngừng lại. Acid sulfuric gần đây đi có hai cái bên đó rồi. Cái mỏ này là mỏ gì nữa đây? Con này là nó có mà uranium với nhà, nó có phóng xạ. Cái giá chỗ dưới này toàn quái to to không à, phóng xạ nó dính vô đường rồi. Sống nữa.
The hard drive contained both data and the soul of this freighter. Disconnecting it has destroyed the soul, but the data can be analyzed in the MAM, so everything is okay. Đi chôn ga này là làm cái gì đó? Đoàn tụ với gia đình nào mấy cưng, đoàn tụ với gia đình nào. Tôi muốn nhặt đồ, tôi không muốn coi cái đi chu ra. Trả cái vỏ ở đây, đồ trộm cắp. Ô. Rồi đặt mấy cái mà này vô đây phải không? Không được. Ủa được nè. À giờ mới được. Cái này nó làm sao ta? Nitrogen. Một trăm hai. Thằng này 1200 thì 1, 2 nè, 3, 4 nè, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 12. Phải 12 không? Đếm lại. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2. Tôi đếm ra có 10 vậy đó. À 10 chứ sao 12 được. Nhầm, 10. Đã hả? Cái này nó chạy như nhịp âm nhạc chứ. Nó hút lên là cái độ giọng tùm 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 xuống. Rồi, piston đập xuống. Không đép không làm mà chứ có nhịp điệu hết chứ. Nó giấm quá đi. Rồi từ từ vâng. 10 nút, mỗi nút thì nó cho mình là 120. Cái đi vô game này để làm gì? Khí ga nitro mình có thể sử dụng trong cái bộ làm mát à. Vậy là một á là tôi phải đóng gói hai cái nước này đem về trong cái bay để sản xuất ra cái này bộ tản nhiệt, hệ thống tản nhiệt, hệ thống làm mát. Còn hai á là tôi phải chuyển tài nguyên từ nhà đem qua đây, ở này có sẵn cái nước với nitrogen thì sẽ làm cái bộ làm mát bên đây luôn.
thì tôi nghĩ phương án thứ hai là đem hai cái này qua đây nó ngon hơn. Nước vận chuyển mệt lắm nha. Đem hai cái tài nguyên này qua đây đặt vô để làm cái này. Thì tương tự cũng đem cái tài nguyên là heavy module frame này nó đem qua đây đặt ở đây. Thì đem qua đây đặt ở đây thì sản xuất hai cái này bên này luôn. Xong hai cái này đó thì chúng ta lại đem ngược nó về nhà là kết thúc cái vay 4. Đó. Đem hai cái đó qua đây để đem hai cái này về nhà, còn cái này là cái méo gì đây? À đúng gói đi vô game. Rồi, chắc ở bển đem ở đây đi. Bây giờ chúng ta đã có cái mỏ đi vô game rồi, lần đầu biết cái này. Rồi chúng ta đấu dài từ đấu qua đây luôn. Ốc tím kìa, 10 cục pin đó. Rồi làm cái đường đánh dấu qua đó. Đánh dấu lãnh thổ, đánh dấu chủ quyền, giống là con chó nó đi tiểu vậy đó. Đâu ra điện đâu. Ê, 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 ê. Chỗ này nguy hiểm lắm, đừng có để té xuống. Tầm nhiêu đây chắc đủ rồi ha. Rồi, tôi xây cái nền qua bển luôn đi rồi chúng ta ngừng ở đây. Hôm nay coi như là cũng xong một số việc cơ bản thôi, chưa có gì cao siêu cả. Cái này đổi qua hàng dọc đi. Rồi. Rồi, ok, bye bye anh em. Có thời gian thì tôi sẽ đi tính tiếp cái vụ này. Trình tế tế lấy nốt con ốc ở đây. Đó con nữa kìa.
Ây da. Có con ốc xanh thôi mà nó làm cái đó đó hả? Bữa đánh nhau kìa. Bữa đánh nhau kìa. Tự nhiên hoang dã bây giờ nguy hiểm quá. Trời, nghĩ sao một con ốc xanh mà bao nhiêu cái thằng đó nó cover đó hả? Bao nhiêu quái nó cover đó hả? Rồi chết chung một chỗ, có bạn với nhau luôn. Đây. Trời, một bầy luôn cơ. Nãy giờ đi sơ sơ là cũng cả ngàn viên đạn rồi đó.
700 rồi, 700-800 rồi. Khổ. 5 hộp nè. Vỏ mày đâu? 10 hộp nè. Mười bốn nè. Vỏ nhiều lắm mà. Trời ơi, với bộ làm mát xịn nữa. Tốn thời gian. Mình xài nhiều quá trời nhiều rồi. Bây giờ cái kho của mình nó trống vắng luôn. Đi săn chút xíu mà mười mấy cái nè. Rồi về thôi. Khu rừng này nhìn vậy mà nguy hiểm phết đó ta. Bắn nãy giờ còn 200 viên đạn, hết xi măng, hết tài nguyên nhiều lắm. Về cái 79 đi rồi lần sau chúng ta nghiên cứu coi chở tài nguyên nó qua cái kho này, từ cái kho này chuyển xuống đây bắt đầu được kế hoạch sử dụng. Rồi, tạm thời hôm nay ngừng ở đây nha. Tôi bay về nhà nhé. Thiếu tài nguyên gì mình chuẩn bị luôn. Đèn nó không có sắp xếp theo thứ tự được. Khó chịu, mỗi lần xài là cuộn như thế này đúng mệt đúng không? Trò tím bây giờ một cái nở ra 10 cục pin đó. Đó. Trò vàng thì 5 cục, trò xanh thì 2 cục. Đi sơ sơ cái 3-40 cục pin thôi. Nên pin bây giờ dư 3-400 cục á. Xài thoải mái, không nên tiết kiệm. Nguyên thủng lỗ chỗ cho anh. Lấy cái miếng đó nè. Rồi lấy cái ống này nữa nè. Lấy đây đi. Cho ở đây nó màu hết. Này còn xài nó không ta? Suy nghĩ kỹ thôi.
chắc là còn, không nên bỏ đâu. Lấy thêm router, mấy cái khung modem frame. Ốc vít gần như không có xài gì luôn á. Tí xi măng nữa. Rồi xi măng ok luôn. Rồi tiếp theo là đạn lấy hơi nhiều rồi. Có xi măng, có cuộn đồng vừa đủ xài. Rồi lấy miếng nhôm, rồi nghỉ. Nhôm thì hiện tại hình như là chưa có máy nào xài hay gì á, chưa có công trình nào ở đây xài nhôm ngoại trừ cái máy tôi mới xài nãy thôi, nên nhôm bây giờ nó thừa lắm. Bây giờ cái Fabi này nè, nghiên cứu chuyển từ bên đây qua bển, quá trời nó nhiều rồi, thậm gài đem bán không à. Router cũng sắp hết hả? Router phải cần motor chứ. Cái này xài không kịp sản xuất. Sản xuất không kịp xài chứ nhầm. Rồi. Cái gì? Adapter này 1.5 mỗi phút là nó cần 3 mỗi phút hả? Ngưng một máy đi. Ủa, ngưng đi. Cái này nó làm ra 1 phút thôi, bên kia nó xài nhiều quá, xài không kịp. Cái này đủ nè, này đủ đủ đủ. Rồi ok. Tất cả đều đèn xanh. Rồi hôm nay nghỉ đây thôi anh em, có thời gian thì nghiên cứu tiếp game này. Nói chung là đau đầu quá rồi. Mỗi lần chơi game này như là trị liệu não vậy. Rồi, ship game.